Gặp đối thủ yếu như U23 đảo Guam là cơ hội để U23 Việt Nam thể hiện rõ nét hơn ý tưởng kiểm soát bóng mà huấn luyện viên Philippe Chaussier đặt ra. So với trận đấu gần nhất ở SEA Games 32, đội hình chính của U23 Việt Nam trong trận đấu hôm qua 6 tháng 9 chỉ có hai sự điều chỉnh, đó là thủ môn Văn Việt thay thế Văn Chuẩn, cánh phải vốn được chấn giữ bởi Văn Cường, nay được đảm nhiệm bởi Đức Phú. Điều đó cho thấy tâm lý thận trọng của huấn luyện viên Chaussier khi sử dụng bộ khung gần như tốt nhất cho trận đấu được đánh giá là dễ dàng nhất ở vòng loại U23 châu Á 2024. Nhà cầm quân người Pháp muốn kiểm chứng hiệu quả của lối chơi kiểm soát bóng, cũng như cách hàng công vận hành khi phải đối đầu với một khối bê tông do U23 Guam dựng lên. Trước đối thủ ở đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam kiểm soát được thế trận, tạo nhiều cơ hội ăn bàn nhờ những mảng miếng tấn công rõ ràng. Các cầu thủ chạy cánh được đẩy lên rất cao để tăng quân số tấn công, tiền vệ trung tâm đầy sát vòng cấm để khai thác tình huống bóng hai, còn các tiền đạo di chuyển vào nách hàng phòng ngự đối thủ, khu vực giữa hậu vệ và trung vệ để tạo cơ hội. Điểm cộng của U23 Việt Nam là các cầu thủ đứng vị trí, duy trì cự ly đội hình tương đối ổn, chịu khó di chuyển tìm kiếm khoảng trống, tạo thành các nhóm để phối hợp ban bật phá vỡ hệ thống phòng ngự của U23 đảo Guam. Những pha tấn công biên, đặc biệt ở biên trái của Minh Trọng và Tuấn Tài được thực hiện ở cường độ cao, nhiều lần tạo ra cơ hội ghi bàn. Ý tưởng kiểm soát bóng và tấn công mạnh ở hành lang cánh là bài tủ của huấn luyện viên Chaussier, mà bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Văn Cường là ví dụ tiêu biểu. Ở tình huống này, Tuấn Tài bất ngờ đẩy cao ở cánh trái, rồi tỉa bóng vượt tuyến cho Văn Cường xâm nhập vòng cấm từ cánh phải GS.